Narciso Crystal EDP, một trong những chai nước hoa cũng được ra mắt vào năm 2022 và thuộc dòng Na Lùn. Đây là cái tên gọi khá là phổ biến ở thị trường Việt Nam. Và mùi hương này như thế nào? So nó với cái phiên bản mà mình mới review cách đây một thời gian thì phiên bản này và phiên bản đó thì phiên bản nào đáng mua hơn? Và so nó với những cái người chị đi trước thì cái phiên bản này có là một cái phiên bản tốt hay không? Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cảm nhận của mình với em nó nhé. Các bạn có thể nhìn thấy một cái thiết kế trong suốt, nhìn thấy cả cái dui màu phớt hồng ở bên trong rất là đẹp. Và những cái sản phẩm mới của nhà Narciso thì họ đều thiết kế là dễ dàng nhìn được lượng dui ở bên trong, đặc biệt là cái phần vòi này nó còn màu kiểu hơi kiểu vàng, tại vì cái ánh đèn đây mình nhìn thấy kiểu hồng hồng ấy, nó còn làm theo cái kiểu vàng như này. Và mình thấy là thiết kế này mình có cảm giác là nó kiểu đổi mắt ấy, nó không giống như những cái thiết kế cũ. Và tự nhiên là khi mà nhìn thiết kế này mình cũng muốn thử hơn, tại vì loanh quanh vài con Na Lùn mình thử có Na Lùn hồng và Na Lùn đỏ thì mình thấy là kiểu mình không muốn thử, nhưng mà khi mà sang một cái thiết kế màu trong này mình lại kiểu tò mò hơn. Thì cũng có thể đây là một cái chiến lược marketing khá là tốt. Về phần vòi thì vòi xịt thì mình đánh giá ok, đây phun sương rộng tỏa đều rất là hợp lý. Đó, mọi người đánh giá về thiết kế này ở mức ok, ổn. Về phần mùi hương của em nó thì phiên bản Narciso Crystal này nó cũng giống như Na Mers Noir Rose và cái phiên bản Mers Noir như mình đã từng ngửi. Đó là cái phiên bản ở đây, những cái phiên bản mới thì nó đều bớt xạ đi và nó sẽ tăng cường những cái nốt hương khác lên. Ở cái phiên bản Mers Noir Rose thì nó được tăng cái nét trái cây, cụ thể là mận. Còn ở đây thì cái mùi hương này nó được tăng cái nét của hoa lên. Và các bạn ngửi ở đầu vòi thôi, các bạn nhận thấy là mùi hoa cùng với phấn rất là rõ rệt, cùng với một chút ngọt nhẹ. Và cái nốt hương này, cái sự thay đổi này, nó sẽ làm cho cái phiên bản Narciso mới này dễ dàng tiếp cận nhiều người hơn, tại vì không phải ai cũng ngửi được cái nét phấn, cái nét xạ ở trong Narciso. Về phần em nó, khi mà ở trên da mình thì cái cảm giác đầu tiên khi mà mình xịt ra, mình sẽ nhận thấy một cái mùi của một bông hoa hồng tươi rất là rõ rệt, một mùi hương rất là mềm mại, mịn màng cùng với một chút nét ngọt của trái cây. Mình ngửi chắc ở đây là một cái kiểu hơi kiểu ngọt vải hay là kiểu ngọt kiểu những cái quả đào, quả mận ấy, nhưng mà rất là nhẹ thôi, nó không lên rõ. Và chủ đạo là mùi của hoa hồng lên cực kỳ rõ. Và ở đây thì nó có một cái nét phấn ở phía dưới và nó bao bọc lấy mùi hương này và nó làm cho cái mùi hương này đầm ở trên da nhiều hơn. Và mùi hương này ấy, nếu mà nói về cái độ sáng của mùi thì mình thường hay phân là ở sáng, trung và tối. Thì cái phiên bản Mers Noir Rose vừa trước mình review ấy, với cái top note thì mình nhận thấy ngay đó là một cái mùi ở mức trung và dần dần khi mà dry down nó sẽ xuống nét tối. Còn với cái phiên bản này thì nó lại khác, nó cao hơn một bậc. Có nghĩa là khi mà mình xịt ra mùi hương này, mình thấy là cái mùi hương nó rất là sáng. Và mùi hương này nó kéo dài ở khoảng tầm 30 phút. Và các bạn nhận thấy là mùi hương bắt đầu dần dần trở nên ấm hơn ở trên da khi nó được tiếp xúc với cái nhiệt độ ở trên da. Thì nó ấm hơn và cái nét ngọt của trái cây nó sẽ dịu xuống. Và các bạn nhận thấy một bông hoa cùng với cái lớp xạ ấm áp, ngọt ngào quyện lấy da của bạn, ôm lấy da của bạn. Và da của bạn nếu như mà các bạn càng ấm thì mùi hương nó càng tỏa tốt. Đây là một cái điểm mà mình đánh giá khá là hay, cũng như là nó sẽ dễ chịu hơn khi mà nó làm quá nhiều xạ. Làm xạ làm chủ đạo thì nhiều khi nó gây nhức đầu, nhưng mà cái việc mà sử dụng hồng làm chủ đạo cùng với cái nét ngọt và để xạ ở dưới, xạ kiểu làm nền thôi, thì nó lại là một cái điểm nhấn rất là hay của Narciso Crystal này. Và cái mùi hương khi mà dry down xuống rồi nó vẫn xuống tầm trung. Thế là bạn nào thích một cái mùi tươi sáng thì các bạn hoàn toàn có thể thử qua của combo giữa hồng cùng với xạ và một chút ngọt. Để mà đánh giá thì cái sự thay đổi này nó sẽ dễ dàng nịnh mũi nhiều người, nhưng mà với cá nhân mình ấy thì để mà đứng xa hẳn ra nhìn toàn bộ cái bộ sưu tập của nhà Narciso ấy, thì đến hiện nay mình có cảm giác là Narciso đang mất đi cái sự sáng tạo và dần dần mất đi cái chất riêng. Khi mà cái DNA của họ đó là xạ hương thì dần dần những cái phiên bản mới đây từ Na Cao cho đến phiên bản này nó cũng đã bắt đầu bị giảm dần và trở thành một cái mùi hoa. Cũng có thể trong vài năm nữa thì những cái phiên bản Narciso mới ra có khi toàn hoa hoặc là toàn fruity thôi. Rất là dễ có điều đó xảy ra.
Và với mình, cái phiên bản Na Lùn này so nó với những cái phiên bản Na Lùn khác mà mình đã từng trải nghiệm, đó là Na Lùn hồng và đỏ, thì em này nó không phải là một cái gì đấy quá đột phá. Nó chỉ đơn giản là một cái phiên bản dễ tiếp cận hơn và dễ yêu hơn thôi. Đấy, như kiểu cái phiên bản kia thì 50-50, cái phiên bản này thì sẽ là kiểu 70-30. Đấy, còn có một cái gì hay ho quá trong này thì có lẽ rằng không. Và mùi hương nó cũng rất đơn giản, dễ đoán. Một vài điều về cái phong cách cũng như là về cái thời điểm độ bán tỏa của em này mà các bạn cần biết, đó là mùi hương này khi mình mới xịt ra thôi, mà mình ngửi đầu vòi thôi, mình có thể hình dung ra ngay một bạn nữ rất là trẻ, chắc là tầm 18 cho đến 20 tuổi. Và bạn nữ này thì ăn mặc theo cái kiểu là theo cái style nhẹ nhàng, hơi bánh bèo nhẹ một tí, không phải tiểu thư nhá. Các bạn sẽ mặc một chiếc quần jean ống rộng, đi những đôi sneaker và mặc một chiếc áo trễ vai hoặc là kiểu áo bồng bềnh ấy, kiểu như vậy. Và các bạn khá là trắng trẻo, có một cái mái tóc kiểu duỗi thẳng để tự nhiên, hoặc là các bạn có những cái kiểu đánh cái trang điểm kiểu phớt hồng như những bạn trẻ tầm sinh năm 2000-2001 bây giờ ấy, thì cái mùi hương nó tạo cho mình cái cảm giác như vậy. Và những bạn trẻ này thì rất là kiểu ngây thơ, kiểu trong sáng, kiểu rất là hồn nhiên, thì mùi hương này nó tạo cho mình cảm giác kiểu đáng yêu, dễ thương. Và với mình ở tầm tuổi 30-31 rồi, khi mà mình nhìn cái mùi hương này, mình nghĩ là đây sẽ là các cháu. Đấy, nó trẻ đến mức như vậy các bạn ạ. Nghe có vẻ hơi kiểu các cháu với chú nghe nó. Thôi bỏ qua đi. Cái yếu tố tiếp theo đó là về cái thời điểm sử dụng như thế nào cho hợp lý. Đây là cái mà mình nghĩ là với cái độ tuổi 18-20, chắc chắn là học sinh, sinh viên hoàn toàn có thể xài được. Hoặc các bạn đã ra đi làm rồi, nhưng mà cái style phong cách của các bạn như mình vừa nói, trẻ trung, năng động, đáng yêu, dễ thương, thì các bạn hoàn toàn có thể xài được mùi hương này. Mùi hương này thì mình nghĩ rằng là do nó đã bớt xạ đi rồi, nó không bị nồng gắt cái nét xạ nữa, nên là nó sẽ có thể sử dụng vào những ngày hơi nắng nóng một tí, có nghĩa chắc là tầm từ 33 độ quay đầu, và nó sẽ đẹp nhất vào khoảng tầm từ 26 đến 27 độ. Đấy là quá trình mà mình trải nghiệm, mình thấy là mùi hương đẹp nhất ở khoảng tầm đấy, những cái ngày kiểu trời chuyển từ hè sang thu, hay là những cái ngày mà mát mẻ, không quá là nắng nóng, thì em nó sử dụng rất là hợp lý, rất là đẹp. Và một điều nữa đó là cái mùi hương này ấy, nó có cái độ tỏa khá là tốt, tại vì trên da mình nó khoảng tầm hơn nửa cánh tay đến gần một cánh tay, và nó lưu khá là tốt ấy. Ở trên da đàn ông mà nó lưu được khoảng tầm 7 đến 8 giờ thì mình nghĩ là trên da các bạn nữ thì da bao giờ cũng đẹp hơn, tốt hơn da các bạn nam, độ ẩm nhiều hơn, thì các bạn sẽ lưu được khoảng tầm trên 8 giờ là cái điều đương nhiên với Narciso Crystal này. Thêm một cái góc độ nữa để các bạn tham khảo, đó là đánh giá em này với phiên bản Musk Noirot kia. Thì với mình đây là người em, như kiểu là hai chị em vậy. Musk Noirot là một người chị từng trải, có thể là đã yêu qua vài ba cuộc tình, sành sỏi hơn về cuộc đời, cũng như là thích một cái vai bí ẩn, tối tối một tí. Còn đây là một người em còn đang đi học, và người em này thì rất là ngây thơ, trong sáng, kiểu e thẹn, chưa biết gì cả, và cần được phải va chạm nhiều hơn. Thì đây là mùi hương như thế. Còn với mùi hương này so với phiên bản mà đồng với phong cách, đó là Na Hồng cao, thì mình thấy rằng đây là một cái phiên bản có lẽ rằng là trưởng thành hơn. Nó bớt đi cái sự quá là bánh bèo, kiểu mình gọi hay gọi bánh bèo hơi kiểu chảy mỡ một tí, hơi nhiều phấn quá. Thì đây là một cái phiên bản gọi là dễ dàng ngửi hơn và vẫn giữ được một style nhẹ nhàng mà các bạn có thể tham khảo. Còn đối với em này so với phiên bản Na Trắng Cao ấy, một cái phiên bản mà mình đánh giá là hiện đại, trẻ trung, thì em này nó sẽ là một cái ngày mà các bạn muốn thu mình vào, muốn e ấp hơn, hay là kiểu mới gặp những anh chàng mà chưa biết anh ấy ra sao thì ra thôi, cứ đóng vai kiểu ngoan hiền, chưa biết gì, kiểu thỏ thẻ để các anh có thể quan tâm chăm sóc hơn, thì đây là một cái lựa chọn hợp lý cho các bạn. Và đến đây rồi mà các bạn còn hỏi mình là thế có muốn nên mua không anh, thì mình cũng chịu thật, tại vì mình đưa hết đầy đủ thông tin rồi. Có rất là nhiều bạn sau khi mình phân tích chán chê một cái video dài hơn mười mấy phút, các bạn hỏi thì chốt lại có đáng mua không anh, mình không biết làm thế nào cả. Còn nếu như bạn vẫn lăn tăn với những cái thông tin mình đưa ra thì các bạn có thể ra trung tâm thương mại thử. Cái này thì có sẵn tại Lotte Hà Nội, còn ở trong Sài Gòn thì ra trung tâm thương mại là có Narciso bây giờ rất là phổ biến rồi. Ra đấy thử, ưng thì mua, thế thôi. Và mua rồi thì quay lại đây feedback. Và nếu như bạn thấy video này hay thì đừng ngần ngại việc là share cái video này cho mọi người biết tới nhiều hơn, và biết tới chai nước hoa này nếu như mọi người cũng đang lăn tăn như bạn,
Và đừng quên việc like, share cũng như ấn vào chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.